Ủa anh làm gì vậy? May giày chứ làm gì mày? Mày thấy sai lầm không? Tao mua cái bộ kim khâu về may giày cái nguyên cái sớm đem lại nguyên một đống giày mày thấy không? À, anh sửa giùm đôi giày cho cháu em. Trời, nữa hả? Nè mày thấy đắt hàng ghê chưa? Bị gì đây này hả? Đúng rồi, đúng rồi. À cái này nè. Đó như cái trường hợp này nè đó, thấy cái bộ này không? Mua về có chai keo. Thì có cái chai keo này dán vô á thì bắt đầu nó mới dính mới ém nó lại xong bắt đầu mình mới khâu được vòng tròn, thấy chưa? Đồ anh dán thử em coi luôn ơi. Đó, cái bộ này thì giờ cái keo này dễ lắm. Bóp ra chét lên bên đây. Rồi lấy cái tay tha đều ra rồi chép bên đây xíu nữa. Đó. Tha đều ra. Rồi để tí xíu nó khô là bóp lại là lụm thôi. Thấy không? Bộ này, chai này anh mua có 149k mà free ship nữa, mai được cả sớm luôn, thấy chưa? Đừng có la lớn chút, ta đem lại mai hết cả sớm luôn bây giờ nè. Mã này dễ mai không anh? Mua xong là nó có cái video hướng dẫn luôn, anh coi có lần anh mai được nè, mà thấy đẹp chưa? Đó. Trời, mai như thợ luôn ta. Chẳng. Đẹp như thợ luôn, coi video có lần mai được luôn, thấy chưa? Đâu anh lỡ anh mai hết luôn cho em coi cái đôi đó, này. Đó, giờ mai tiếp nè. Đó, chủ yếu là canh điều chỗ này mai thôi. Là 149.000 free ship luôn nguyên bộ này. Bộ này mai được thấy cũng nhiều quá, mai quá trời này mà chưa hết chỉ đâu. 149.000 free ship luôn. Rồi rồi ok, để lát nữa em lên sớm trên em kêu. Cái gì? Kêu cả sớm luôn hả? Chết rồi. Mai nhanh nghỉ.